Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, còn đây là quyền sở hữu Donald Trump GBL bãi Mỹ tại Zika Audio là của anh Sang ạ. Vâng, anh Sang, anh ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, anh đã đặt bên Zika và sở hữu cho mình một Donald Trump rồi đây ạ. Vâng, bên em đang test rất là cẩn thận. Và đôi này chỉ có 600.000, bên em bao ship toàn quốc anh các bác nhá, và anh Sang nhá. Ở bên em tặng kèm 30 giây cho các bác, vì thế các bác yên tâm không phải mua thêm dây tín hiệu ở bên ngoài. Đặc biệt đây là dòng chép bãi rất là chuẩn chất lượng, và đặc biệt cái dòng này nó có ưu điểm đó là sở hữu màng phản xạ âm thanh cho giải chép nó được sắc nhưng nó không chói. Đấy là cái ưu điểm, màng phản xạ âm thanh được thiết kế rất là tinh tế và có một cái mạch phân tần phía sau. Đây là dòng rất là đặc biệt, đây em ngả nó ra. Đặc biệt là cái dòng này chống cháy rất tốt, bên em đang đấu trực tiếp đằng sau đẩy đấy ạ. Đấy, vì thế các bác yên tâm đấu trực tiếp đằng sau đẩy hoặc là âm ly đều ok hết, không bao giờ cháy các bác nhá. Dòng này thì là bên em nhập rất là nhiều, các bác hãy nhanh tay để lại số điện thoại trên kênh YouTube để bên em ship cho các bác. Nó không quá đắt đâu ạ. Vâng, nó cải thiện được chất giải chép cho những đôi loa mà hay bị cháy chép rất là tốt. Vâng, có những bác thay đến mười mấy cái chép rồi ở trong la mà vẫn không ăn thua, thì các bác hãy lên mua một đôi la chép JBL bãi tại Zika Audio cung cấp đi ạ. Vâng, nó hỗ trợ rất là tốt cho các cái chép của những đôi la mà rất hay bị cháy. Bên em đang kết nối với lại cái máy lồng tiếng TD Acoustic CB600 ạ, và một cái vang cơ la số JAKM500X và một cái đẩy 4 kênh Hewitt mã là 4850L. Vâng, hiện tại cái đôi chép của anh Sang hoạt động rất tốt anh nhé. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Vâng, sau cùng em chúc anh Sang sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.